là mướn thợ lặn á, lấy gốc, tôi sạch gốc hết, thả lưới cá nó mới dính. À, trả thì gốc 200-300 ngàn, 300 ngàn, nhưng mình hụng nhau, mình góp mình xuồng chừng 20-30 ngàn vậy đó, anh em nào thấy lưới. Trên khu vực này là chừng khoảng 100-200 chiếc dân địa phương đây sống ấp Bình Hòa này đó, sống nhờ cái nguồn nước ở đầu nguồn đổ về. Nói về cá kết thì dân địa phương này tôi nhờ cá kết vì cái nó có giá. Tiền gạo yêu cầu thả gạo đừng con 2 con thì trong ngày mình kiếm cũng được mấy kilo, cũng kiếm được mấy trăm ngàn để nuôi vợ con này kia, nó sống qua ngày thì cá nó rút vô bờ nhiều hơn, thì nó dính chỉ 20-30 thước 30-40 thước là nó hết dính rồi. Cũng dính la da la da như đó, một bữa vài ba ký chứ mình không có sợ gì, làm thì làm ngày này có khi quý bữa đó chúng người 500-700, bữa 500-700 đi, cũng như mình đi theo con nước vậy đó, cũng như sáng có chừng 2-3 giờ mình đi, mình thả chừng 4-5 giờ như giấc này đi về. Năm nay cái kết là có lý đó, cái số lượng năm nay là có nhiều hơn năm trước, thì cái này giờ 200 mà nó mày 201, thì cái nhỏ thì nó quá 103, nó 105. Như tôi bán, tôi đi về thành phố, người thì vô xuất khẩu, người thì bán chợ.